Rồi thì Trúc sẽ bắt đầu chủ đề hôm nay là tòa nhà của tương lai. Thì quý vị sẽ thấy là trong năm 2020 có rất là nhiều việc xảy ra, đúng không ạ? Và nó ảnh hưởng đến các tòa nhà. Và ngay cả trước năm 2021 thì các tòa nhà cũng đã được xây dựng, thiết kế, vận hành và bảo trì, nhưng mà nó vẫn đang phải đối mặt đến những áp lực càng tăng về các quy định cũng như là cái lượng người sử dụng. Thì với tư cách là chủ sở hữu của các tòa nhà thì chúng tôi phải có trách nhiệm tìm ra được những thách thức mà mình, cái ngành của mình đang phải đối mặt, và cũng như chủ động đáp ứng lời kêu gọi thay đổi. Thì lời kêu gọi thay đổi thì chủ yếu tập trung vào 4 lĩnh vực chính. Quý vị sẽ thấy là các tòa nhà đã chịu trách nhiệm là khoảng gần 40% lượng khí thải CO2 chỉ sau sản xuất, và 30% năng lượng các tòa nhà bị lãng phí. Thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại cái mà chúng ta cung cấp nguồn cho chiếu sáng nè, làm mát nè, hoặc là ví dụ sưởi ấm cho những cái không gian trống. Và cũng gần 90%, có thể là nhiều khi mọi người không để ý, đúng không ạ? 90% thời gian của cuộc sống của con người chúng ta là ở trong các tòa nhà. Ví dụ như mình ở trong văn phòng, mình ở trong khách sạn, hoặc là mình ở trong những cái cuộc hội thảo như thế này, đúng không ạ? Thì khi đó là với cái điều kiện như vậy thì con người họ hy vọng là cái tòa nhà mà họ đang ở nó phải là an toàn và cũng như là khỏe mạnh. Và 0% là cơ hội mà chúng ta trở lại cái việc kinh doanh như ban đầu, đúng không ạ? Thì quý vị sẽ thấy là cái đại dịch nó giống như là một cái nút reset, và nó đang thách thức cái khả năng phục hồi của các tòa nhà. Thì nhưng mà trong một số trường hợp thì quý vị sẽ thấy ở đây thì đại dịch nhiều khi nó cũng là một cái chất xúc tác, đúng không ạ? Để mà đẩy mạnh kỹ thuật số, như quý vị nãy thấy được xem, nhưng mà cái hấp ở bên Pháp, ví dụ như nếu không có kỹ thuật số thì làm thế nào mình có thể biết được cái hấp bên Pháp của Schneider, chính xác không ạ? Và để giữ cho mọi tòa nhà, mọi tình huống là tòa nhà vẫn hoạt động được, thì chúng tôi phải đảm bảo là các tòa nhà mới cũng như các tòa nhà hiện hữu phải vượt qua những thách thức này, cũng như là đáp ứng được những cái quy định và kỳ vọng của người sử dụng. Và chúng ta thấy là có một cái sự chuyển biến đang được tiến hành. Thì hiện tại có 2 xu hướng sẽ xác định lại các tòa nhà cũ hiện có và các tòa nhà đang xây dựng. Thứ nhất là số hóa. Thì với Internet vạn vật kết nối, Big Data, trí thông minh nhân tạo, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể hoàn toàn số hóa và kết nối lại tất cả các hệ thống ở bên trong tòa nhà. Và chúng ta có đầy đủ thông tin để đưa ra những quyết định tốt hơn cũng như là thông minh hơn. Thứ hai là về điện khí hóa, đúng không ạ? Thì đang có một cái sự dịch chuyển dần sang nguồn năng lượng tái tạo. Thì thế giới sẽ bắt đầu thay đổi các nguồn điện được cung cấp bởi cái công nghệ là đốt nhiên liệu, đúng không ạ? Và những lợi ích đầy hứa hẹn của hệ thống năng lượng điện khí hóa bao gồm là một cơ sở hạ tầng được kết nối và cũng như là được thiết kế để sản xuất, lưu trữ, phân phối và chia sẻ nguồn điện theo một cách thông minh nhất. Thì ví dụ sẽ thấy là thứ nhất là đạt hiệu quả tối đa, có nghĩa là cái lượng khí thải carbonic thải ra nó sẽ là ít nhất. Thứ hai nữa là độ tin cậy cao, có nghĩa là 100% thời gian của mình là hoạt động, không có thời gian chết. Và cuối cùng là an toàn, là phòng chống cháy nổ. Thì thế giới sẽ là toàn là điện và cũng như là toàn số hóa. Thì đối với thế giới mà toàn điện và số hóa, cái phương pháp số hóa này nó sẽ chúng ta suy nghĩ lại toàn bộ vòng đời của các tòa nhà. Và ví dụ sẽ thấy là nó cung cấp cho chúng ta một cái nền tảng mà sẽ tạo ra và trang bị thêm cho các tòa nhà. Nó có khả năng là thứ nhất là bền vững, thứ hai là có khả năng phục hồi, kế nữa là siêu hiệu quả và đặt con người làm trọng tâm. Thì chúng tôi gọi các tòa nhà này là gọi là tòa nhà của tương lai. Thì quý vị sẽ thấy là quan điểm về tòa nhà của tương lai thì nó sẽ như thế nào? Thì tại Schneider chúng tôi quan điểm là cái quyền mà được sử dụng nguồn năng lượng, thứ hai là tiếp cận kỹ thuật số, đó là quyền cơ bản của con người, đúng không ạ? Chúng tôi trao quyền cho tất cả mọi người để được làm nhiều hơn và sử dụng năng lượng ít hơn. Ngoài ra chúng tôi đảm bảo là life is on tại mọi nơi, cho tất cả mọi người và tại mọi thời điểm. Và các tòa nhà tương lai khi đó sẽ dựa vào 4 nguyên tắc chính. Thứ nhất là tính bền vững và trả lại tài nguyên, đúng không ạ? Trả lại tài nguyên cho hành tinh của chúng ta
mà không chỉ là chỉ sử dụng chúng. Tại trước giờ mình chỉ nghe nói là mình sử dụng tài nguyên, đúng không ạ? Bây giờ mình phải trả lại các tài nguyên cho các hành tinh của mình mà không phải chỉ sử dụng chúng. Thứ hai nữa là khả năng phục hồi và khả năng chịu đựng được những thách thức bên trong cũng như bên ngoài. Siêu hiệu quả là chúng ta sẽ tận dụng được cái thời gian thực để phản hồi nhanh hơn, cung cấp nhiều hơn với chi phí thấp hơn. Và lấy con người sẽ là trung tâm, thì cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh vượt phá mong đợi của mọi người. Thì thường cái hạng mục này nó giống như một sự đánh đổi, và rất là ít tòa nhà có thể đạt được 4 cái tiêu chí này. Nhưng mà không điều gì là không có thể xảy ra. Thì 4 cái tiêu chí này có thể áp dụng được cho cả các tòa nhà mới và tòa nhà hiện hữu trong suốt cái vòng đời của một tòa nhà. Thì để được một cái tòa nhà thực sự là bền vững, có khả năng phục hồi, siêu hiệu quả và lấy con người làm trọng tâm, thì chúng tôi sẽ thứ nhất là số hóa toàn bộ vòng đời của tòa nhà và kết nối theo từng giai đoạn. Thì cái phương pháp tiếp cận toàn bộ số hóa này nó sẽ cho phép khách hàng là nắm bắt và tận dụng dữ liệu trong từng giai đoạn, cũng như là mình sẽ tối ưu hóa CAPEX cho toàn bộ vòng đời của tòa nhà, từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn xây dựng, qua luôn giai đoạn vận hành và bảo trì. Và khi đó là khách hàng sẽ có những cái quyết định tốt hơn, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, và đương nhiên là tổng chi phí sở hữu sẽ ít hơn. Thì quý vị hãy xem xét cách chúng tôi thực hiện điều này. Đầu tiên là qua giai đoạn thiết kế. Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật số thì khách hàng họ nhận ra là cách thiết kế của họ nó sẽ chính xác hơn, tốt hơn. Tại vì sao ạ? Thiết kế số cho phép mình mô phỏng được các kịch bản, các tình huống trong thế giới thực. Cái điều mà những cái thiết kế không phải số là không thấy được điều đó. Cái thứ hai nữa là với số hóa cái giai đoạn thiết kế, mình có thể thấy là thứ nhất là công cụ thiết kế nó sẽ dựa theo điện toán đám mây. Đúng không ạ? Nó sẽ tích hợp công nghệ gốc. Mình sẽ thiết kế được cái hệ thống điện, phân tích và xây dựng cấu hình. Và cũng như là sự tiện lợi của dùng một ứng dụng duy nhất cho tất cả các sản phẩm của Schneider, bao gồm như là sản phẩm UBS hoặc là ASCO trong suốt vòng đời của tòa nhà. Và quý vị thấy là hiện tại là mối quan hệ đối tác của Schneider với Autodesk cũng như một cái ứng dụng bổ sung mình gọi là cái phần mềm Revit ha, nó sẽ là giúp thiết kế là ít lỗi hơn, nhanh hơn trong cái giai đoạn mà mình thiết kế, và đồng nghĩa là như vậy thì khách hàng mình sẽ có nhiều tiền hơn trong túi của mình, đúng không ạ? Thứ hai là tới chúng tôi sẽ hình dung qua cái giai đoạn xây dựng. Thì trong giai đoạn xây dựng thì dữ liệu đương nhiên nó là tiền. Và chắc chắn là với tư cách là một trong những bên liên quan trong xây dựng, chúng ta cũng phải trả tiền cho dữ liệu. Và đôi khi chúng ta trả tiền cho dữ liệu nhưng mà mình không sử dụng hết. Đúng không ạ? Thì nó rất lãng phí. Thì khi đó chúng ta phải làm thế nào để cải thiện được cái giai đoạn này? Thì trong giai đoạn này thì mục tiêu của chúng tôi sẽ là kết nối tất cả các bên liên quan qua giải pháp đám mây để đảm bảo được cái sự cộng tác và đưa ra quyết định đúng đắn. Ví dụ chúng tôi đang là mua cái đây ạ, RIP. Đây là một cái đối tác này hiện tại là mình, cái phần mềm này hiện tại là đã cung cấp cho hơn 100.000 khách hàng với hơn 500.000 người sử dụng, thì nó sẽ đảm bảo một cái nền tảng an toàn và dễ sử dụng cho sự hợp tác của các bên trong giai đoạn xây dựng. Thì các giải pháp của phần mềm RIP nó gồm có thứ nhất là kích hoạt 5D BIM ha, cái này là 5D BIM với các là kỹ thuật số tinh vi, rồi tích hợp được cái giám sát chi phí lên lịch xây dựng, hoặc cung cấp nền tảng dựa trên đám mây giúp kết nối mọi người, quy trình và dữ liệu. Khi đó là khách hàng sẽ có được cái độ minh bạch trong cái việc mà giải thích về vấn đề tài chính. Và giai đoạn mà chúng ta sẽ tiếp tục số hóa và củng cố đó là giai đoạn vận hành. Trong giai đoạn này thì chúng tôi sẽ xem xét được cách chúng tôi liên tục xem xét là cái cách chúng tôi sẽ làm cho các tòa nhà thông minh hơn. Thì đối với các tòa nhà thông minh thì bắt đầu là việc cơ sở hạ tầng phải được kết nối,
kỹ thuật số, đúng không ạ? Thì khi cơ sở hạ tầng được kết nối kỹ thuật số á, nó sẽ giúp chúng ta, thứ nhất là mình sẽ thấy, mình sẽ giám sát được tình trạng và chất lượng của nguồn điện. Thứ hai là mình sẽ tối ưu hóa cho tải của hệ thống HVAC. Mình sẽ cải thiện được sức chứa và cũng như là cảm biến chất lượng không khí. Cũng như là mình sẽ xác định việc sử dụng không gian làm việc, tối ưu hóa. Và tối ưu hóa giữa năng lượng điện mặt trời cũng như các năng lượng khác trong thời gian thực. Và mình cũng sẽ tận dụng những cái phân tích dự đoán để giảm thiểu được cái thời gian chết. Thì nếu mà quý vị mình xây dựng một tòa nhà thông minh trong năm 2021, thì mà nếu mà nó không thực hiện được tất cả những yêu cầu này, thì khi đó tòa nhà không phải gọi là thông minh, đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ thấy nếu mình xây dựng không đảm bảo được những tiêu chí này, thì mình sẽ thấy là nó lỗi thời nhanh hơn, mình sẽ tốn nhiều chi phí hơn trong cả vòng đời của tòa nhà. Và mình sẽ cấp cho khách hàng, cái người sử dụng của mình một cái trải nghiệm rất là tầm thường và nhiều khi là thấp hơn nữa. Thì điều này nó sẽ cũng áp dụng cho các tòa nhà là Greenfield và Brownfield. Thì các tòa nhà hiện có mình cũng có thể trang bị thêm để đảm bảo được một cái tòa nhà thông minh. Thì đây là những thông tin về một, có một cái tòa nhà thông minh ở đây. Thì để đi sâu vào một cái ứng dụng cụ thể, thì Trúc sẽ mời Jason sẽ nói về quý vị nghe một cái ứng dụng về bệnh viện thông minh. Xin mời Jason. Xin chào mọi người. Tôi là Thịnh, hiện đang là quản lý sản phẩm của khối số hóa năng lượng. Thì tiếp theo đây, Thịnh xin trình bày về cái khái niệm tòa nhà thông minh áp dụng cho bệnh viện, cơ sở y tế nó sẽ như thế nào. Thì năm vừa qua thì chúng ta phải đối diện với đại dịch COVID. Thì hiện nay tình hình COVID nó cũng chưa có qua đi. Thì điều này đặt ra một thách thức rất lớn đối với các cái cơ sở y tế của Việt Nam, từ công cho đến tư, và thậm chí là các cái building trong tương lai. Thì do vậy, một trong những cái ưu tiên, một trong những cái vấn đề cần phải đặt ra đối với các bệnh viện ngày nay, đó là cái tính resilient, tức là cái khả năng tự phục hồi. COVID chỉ là một trong những đại dịch, và sắp tới đây thì chúng ta không biết được rằng là nó có những cái biến cố nào khác nữa hay không. Thì do vậy, resilient là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với một cái building như là healthcare. Thì trước hết, đối với ngành healthcare, thì đối với lĩnh vực y tế, thì chúng ta gặp phải những cái thách thức, những cái xu hướng nào. Thì thứ nhất là chúng ta thấy được cái sự già hóa cái dân số. Thì theo như thống kê, từ đây đến năm 2050 thì số lượng người dân hơn 50 tuổi, hơn 60 tuổi sẽ tăng gấp đôi. Và thứ hai nữa là chi phí y tế ngày càng tăng. Và thậm chí là các cái CEO của các cái bệnh viện họ đều bảo rằng là họ có cái vấn đề về cái việc tài chính của bệnh viện, mặc dù chi phí y tế vẫn tăng. Và cái thứ ba nữa là cái mức độ hài lòng của bệnh nhân, bởi vì người dân ngày càng được giáo dục tốt hơn, họ demanding hơn, họ yêu cầu nhiều hơn, cao hơn. Thì do vậy cái việc mà hài lòng của bệnh nhân cũng là một trong những yếu tố then chốt để giúp các cái bệnh viện tạo ra sự khác biệt với nhau. Và cái điều thứ tư đó là an toàn. An toàn ở đây là cái giá trị tối thượng không chỉ riêng cho bệnh nhân mà cho tất cả các cán bộ nhân viên y tế trong cái cơ sở đó. Và cái điều thứ sáu là theo như cái xu hướng về công nghệ cũng như là cái trigger, cái sự đẩy nhanh, xúc tiến nhanh bởi đại dịch COVID, thì 87% các cái lãnh đạo các bệnh viện nói rằng là sẽ đáp ứng, sẽ số hóa hệ thống của họ trên nền tảng IoT. Thì đây là những cái xu hướng và những cái thách thức trong ngành y tế nói chung trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Thì vậy thì làm sao để xây dựng một cái bệnh viện theo xu hướng Smart Building? Đầu tiên nó phải đảm bảo cái tính an toàn cho cơ sở vật chất, an toàn cho bệnh nhân, an toàn cho nhân viên y tế. Cái thứ hai nữa là patient well-being, có nghĩa rằng là cái khả năng hài lòng, cái khả năng phục hồi của khách hàng. Và yếu tố thứ ba đó là cái việc vận hành hiệu quả. Và như chúng ta thấy rằng là các bệnh viện như đã thống kê thì là họ gặp các vấn đề tài chính liên quan tới vận hành, liên quan tới sử dụng năng lượng hiệu quả hay chưa. Thì do vậy cái việc vận hành hiệu quả cũng là một trong ba yếu tố rất là quan trọng đối với một cái bệnh viện thông minh trong tương lai. Tương tự như là các cái building khác, bệnh viện cũng là một cái gọi là một building nhưng mà nó rất là critical. Bởi vì theo như Việt Nam mà xếp lớp thì đây là phụ tải loại 1, rất là quan trọng và phải đảm bảo các cái yếu tố về cấp điện liên tục hoặc là phải liên tục vận hành v.v.
thì xoay quanh bốn cái giá trị cốt lõi của smart building như là resilient, human centric, hyper efficient, sustainable. Thì có hai cái yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một bệnh viện. Đầu tiên đó là people centric, human centric, luôn luôn đặt con người làm trung tâm. Con người ở đây nó có thể là bệnh nhân, các người đến khám chữa bệnh, hoặc là các nhân viên y tế, hay các vận hành viên trong bệnh viện, chứ không chỉ riêng là bệnh nhân. Và cái yếu tố thứ hai đó là resilient, khả năng tự phục hồi. Đây là một yếu tố rất là quan trọng, cũng như là cái key đối với cái một các bệnh viện. Bởi vì resilient cho chúng ta biết được là cái khả năng phục hồi, cái khả năng thích ứng với những cái biến cố xảy ra như thế nào. Đó, và cái COVID là một ví dụ điển hình. Thì vậy thì resilient là gì? Theo như cái báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế năm 2020, thì người ta đưa ra một cái cách tiếp cận mới về resilient. Có nghĩa rằng là các cái hệ thống đó phải có khả năng phán đoán, hấp thu, phục hồi và thích ứng với những cái biến cố rộng hơn xảy ra trong tương lai. Đó, thì do vậy các cái bệnh viện cũng phải theo cái xu hướng như thế này. Vậy thì một cái hệ thống smart building nó sẽ giúp gì cho bệnh viện? Thì nó có 7 yếu tố mà một cái smart building có thể giúp cho bệnh viện. Là thứ nhất, các hệ thống thông minh nó sẽ giúp cho cái việc vận hành được từ xa, remotely, thay vì là phải vận hành, phải có kỹ sư xuống công trường. Đó. Ví dụ như một cái ví dụ vừa rồi, từ đầu buổi anh Mai Lâm có chia sẻ đó là trong cái đợt COVID vừa rồi, các kỹ sư, các chuyên gia nước ngoài không có thể đến được. Thì nhờ cái việc vận hành remote như này thì các kỹ sư, các bạn chuyên gia ở nước ngoài có thể hỗ trợ các cái vấn đề liên quan tới sự cố ở Việt Nam. Cái yếu tố thứ hai là đảm bảo tính cấp điện liên tục và ổn định. Thì thật ra đây là một cái điều tối cần thiết đối với các phụ tải loại một như là bệnh viện. Và cái thứ ba nữa là nâng cao cái khả năng bảo mật, cyber security. Và cái thứ tư là nâng cao cái việc mà bảo vệ thiết bị. Thì giống như mọi người biết thì trong một cái hệ thống của tòa nhà, của bệnh viện thì rất là nhiều thiết bị đắt tiền, có giá trị hàng tỷ cho đến là hàng chục tỷ Việt Nam đồng. Đó, thì do vậy cái việc mình phải biết được cái sức khỏe của thiết bị như thế nào, thiết bị đó đang vận hành ổn hay không và nó đang gây ra các vấn đề gì khác hay không. Thì đó là cách để mình thứ nhất mình bảo vệ thiết bị, bảo vệ tài sản và bảo vệ cái CAPEX cũng như OPEX của mình. Và đồng thời nó giúp cho cái dòng đời sử dụng nó được dài hơn. Và thứ năm là cái việc mà nâng cao cái tính quản lý hệ thống an ninh. Thì hiện nay các bệnh viện khi mình vào bệnh viện đều phải có khai báo y tế. Ví dụ như nếu như ai có các cái triệu chứng như là ho và sốt thì phải đi ra một khu riêng và những còn lại đi ra một khu riêng. Thì làm sao chúng ta đảm bảo cái điều đó? Đó, chúng ta không thể đảm bảo bằng cách là phân loại manually một cách bằng tay, bằng thủ công. Thì do vậy chúng ta cần có các cái hệ thống để giúp cho cái việc này. Ví dụ như là access control, giám sát ra vào, hoặc là các cái camera an ninh CCTV. Đó, thì các hệ thống này nó sẽ giúp giám sát, phân loại và phân loại một cách chủ động và chứ không cần phải manual. Và cái vấn đề thứ sáu đó là risk mitigation và compliance. Có nghĩa rằng là chúng ta cần phải biết chúng ta đang có những cái rủi ro gì trong hệ thống. Ví dụ như hệ thống đang vận hành, các cái thiết bị máy móc chạy đồng thời nó gây ra sóng hài cao, hoặc là hệ số công suất thấp, hoặc là chúng ta đang có các vấn đề về nhấp nháy điện áp vân vân, thì phải có hệ thống identify, xác nhận những cái vấn đề này và đưa ra các cảnh báo để cho các cái nhân viên vận hành, các bạn vận hành phải biết được cái chuyện này. Và cuối cùng là cái tính sẵn sàng trong thiết kế. Sẵn sàng ở đây có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là có thể adopt, có thể tiếp nhận được những công nghệ mới nhất trong quá trình thiết kế, tức là mình có dự phòng để phát triển xa hơn nữa. Bởi vì khi mà mình đầu tư về digital, chúng ta không thể có tiền mà đầu tư cùng một lúc tất cả các thứ được. Thì chúng ta phải có cái lộ trình. Ví dụ như là trong 1-2 năm tới chúng ta sẽ đầu tư những giải pháp gì, và trong thời gian tới chúng ta đầu tư những giải pháp gì. Và chúng ta phải có cái tính sẵn sàng của cái thiết kế để đảm bảo cái điều này. Thì may mắn thì giống như mọi người có thể biết rằng các cái xu hướng công nghệ ngày nay như là IoT hoặc là Big Data và Artificial Intelligence là những cái công nghệ chuyển đổi số hóa mới nhất có thể giúp cho cái việc mà phát triển của bệnh viện. Thì trên cái nền tảng Schneider có một cái giải pháp gọi là Eco Structure for Healthcare. Trên các cái nền tảng đó như là nền tảng IoT, trí thông minh nhân tạo hoặc là dữ liệu lớn, thì cái Eco Structure for Healthcare này về cơ bản nó giống như tất cả các giải pháp Eco Structure khác của Schneider. Tuy nhiên nó sẽ tập trung cho các cái sản phẩm, các giải pháp đơn thuần cho building, cho healthcare. Đó. Thì về cơ bản nó cũng sẽ có 3 phân lớp là các cái thiết bị trường ở dưới, các thiết bị thông minh có thể kết nối được. Lên phân lớp thứ hai là các cái phần mềm giám sát, điều khiển cộng biên.
Và phân lớp thứ ba là các cái ứng dụng, các cái phân tích và các cái dịch vụ chuyên sâu để giúp kiểm tra sức khỏe của hệ thống, hoặc là giúp đưa ra những cái tối ưu hóa trong cái việc vận hành. Thì cái giải pháp này, như mọi người biết, thì đây là một cái giải pháp mở của Schneider. Nó có thể tích hợp với tất cả các hệ thống khác, chứ không riêng gì là các hệ thống trong Schneider. Thì đây là một trong những cái điểm mạnh của cái hệ thống, cái giải pháp EcoStruxure cho lĩnh vực y tế. Thì đây là một cái ví dụ về một cái hệ thống trong bệnh viện. Mọi người có thể thấy trong bệnh viện nó có rất là nhiều hệ thống, từ hệ thống quản lý tòa nhà, quản lý năng lượng, cho đến các cái hệ thống quản lý điều khiển chiếu sáng, hoặc là báo cháy, chữa cháy, vân vân. Đó, thì cái cách tiếp cận ngày trước á, tức cái cách truyền thống á, đó là mỗi hệ thống thì làm việc độc lập và có một phần mềm riêng. Thì điều này dẫn đến cái việc đó là chúng ta cần quá nhiều nhân lực, cần quá nhiều người để duy trì cả hệ thống này. Và khi có sự cố xảy ra, chúng ta cũng cần bấy nhiêu người đó phối hợp với nhau, làm việc với nhau để mà biết được cái sự cố là gì, cái vấn đề nó là cái gì. Đó. Thì dẫn đến cái việc là OPEX nó rất là tăng, chi phí vận hành rất là cao và chi phí bảo trì, bảo dưỡng cũng sẽ rất là cao. Thì cái cách tiếp cận mới thông qua cái giải pháp EcoStruxure for Healthcare của Schneider, thì tất cả những giải pháp đó, tất cả những cái hệ thống đó được tích hợp trên cùng một platform, cùng một nền tảng, thậm chí là những giải pháp không phải của Schneider, những giải pháp bên ngoài Schneider, thì tất cả những giải pháp này sẽ làm việc với nhau, sẽ nói chuyện với nhau và giúp cho cái vận hành viên sẽ giảm thiểu cái số lượng người vận hành và sẽ tăng cái tính ổn định của hệ thống. Thì đó chưa phải là cái giá trị cốt lõi của EcoStruxure for Healthcare. Bên cạnh đó thì cái việc mà thu thập dữ liệu từ các thiết bị trường, kết nối các thiết bị, sau đó thu thập dữ liệu và phân tích dựa trên cái nền tảng trí thông minh nhân tạo, thì cái việc này là một cái vòng lặp, nó sẽ chạy xuyên suốt cả quá trình hoạt động, cả cái vòng đời hoạt động của cái building, của cái bệnh viện đó. Thì điều này có ý nghĩa gì? Là nó sẽ đưa ra những cái action, những cái hành động, những cái khuyến cáo, những cái vấn đề mà hệ thống của mình đang gặp phải. Ví dụ như nếu như mà mình phân tích dữ liệu với là 1.000 trang Excel thì đối với mình đó là công việc rất là khó, nhưng đối với trí thông minh nhân tạo nó có thể thu thập hàng tỷ tỷ dữ liệu data đó, và từ đó nó sẽ đưa ra những cái xu hướng, những cái trend, những cái vấn đề, những cái alarm xảy ra trong hệ thống và giúp cho các cái bạn vận hành, giúp cho ban quản lý bệnh viện hay là giúp cho ban quản lý của tòa nhà biết được rằng là hiện tại building của chúng tôi đang gặp vấn đề gì, vấn đề nó nằm ở đâu và cái làm sao có thể xử lý được nó. Thì đây là cái giá trị back-end đằng sau những cái việc mà connect IoT hay kết nối v.v. Thì cái này nó thể hiện cho cái việc đó là dữ liệu, nếu để không đơn thuần nó chỉ là dữ liệu, nhưng nếu chúng nó kết hợp lại, phân tích thì nó sẽ ra được các cái giá trị và cung cấp giá trị to lớn hơn cho khách hàng. Thì mọi người có thể xem một cái clip về giải pháp cho bệnh viện của Schneider. I've seen thousands of births in my time. Each one I treat as special, and I always keep a watchful eye. I can't decide their futures, but I can give them a better chance at life. Amidst all the calm and the chaos, I need to be alert and switched on all the time. I can't make mistakes. I'm equipped for whatever's next, making sure there are no distractions and everyone's focused on the job. That's how I save lives. I believe comfort is the best way to recovery. I'm there if you need me to keep you warm at night. Close your curtains or turn on your lights. And with lives at stake, I have to be everywhere. That's why I am always connected, on call 24/7 wherever I may be. I have the power to predict and help you make critical decisions. Spend or save, cut back or go green. My knowledge can be your guide. I'm a smart investor and a steward of sustainability. Your healthcare guardian for future generations. I am your hospital. I'm powered by Schneider Electric. Innovation at every level.
Quý vị mình đã nghe Thịnh nói về bệnh viện thông minh đúng không ạ? Thì tiếp theo về tòa nhà thông minh, thì quý vị thấy là chúng tôi thấy là hiện tại là thế giới là hoàn toàn rộng mở, chính xác không ạ? Và không có công ty nào có thể cung cấp được tất cả được mọi thứ mà khách hàng yêu cầu. Thì khi đó thì cái yếu tố mà quyết định thành công đó là cái tính cộng tác cởi mở với nhau. Thì cái điều này cũng áp dụng cho cái định hướng mới của Schneider Electric. Quý vị sẽ thấy là chúng tôi hiện tại là đã đầu tư vào hơn 100 công ty và cũng đã thiết lập hơn 40 quan hệ đối với đối tác khởi nghiệp. Và gần đây là chúng tôi đầu tư vào công ty, quý vị thấy ạ, Planon. Ở đây mình có ai nghe về công ty Planon chưa, cái phần mềm Planon chưa ạ? Quý vị có giờ nghe về một cái văn phòng mà sẽ tối ưu hóa trong cái chỗ ngồi không ạ? Tại vì sẽ thấy là nhiều khi á, mình nghĩ là mình có 100 nhân viên, mình sẽ đầu tư vào cái văn phòng chứa được 100 nhân viên, nhưng mà thực sự điều đó là lãng phí. Tại vì thực tế là tại một thời điểm chưa chắc là lúc nào cũng có 100 nhân viên, chỉ có cỡ khoảng 70-80% nhân viên trong đó thôi. Thì khi đó Planon nó là một phần mềm dựa theo cái điện toán đám mây, nó sẽ cung cấp một cái hệ thống quản lý nơi làm việc tích hợp. Thì khi đó là sự hợp tác này nó sẽ cung cấp các chi tiết để mình sẽ đưa ra những cái quy trình quản lý tài sản và tạo ra một cái phần mềm để tạo ra cái không gian làm việc thông minh hơn. Và quý vị thấy Schneider đang phát triển cái mảng này. Thì từ những ví dụ ở trên thì quý vị thấy là chúng ta có thể cấp được tòa nhà của tương lai, đúng không ạ? Thì với tư cách là chủ sở hữu của tòa nhà thì chúng tôi tận dụng những gì mà chúng tôi đã học được từ các khách hàng, các đồng nghiệp để giúp được chuyển đổi ngành và làm cho các tòa nhà bền vững, có khả năng phục hồi, siêu hiệu quả và đương nhiên sẽ lấy con người làm trung tâm. Thì những thách thức này bao gồm ví dụ như quý vị thấy là lượng khí thải carbon đáng kể do tòa nhà nó tạo ra, cũng như là chúng ta phải đối mặt với những cái thách thức mà lãng phí tài nguyên trong suốt cái dòng đời của tòa nhà, cũng như là mình sẽ thấy là có những thay đổi trong ngành mà mình thấy là nó đang diễn ra. Thì khi mà mọi người tiếp tục gia tăng cái thời gian mà thời lượng của mình ở trong nhà đó, thì khi đó là nhu cầu của người sử dụng nhà và cũng như quy định của chính phủ thì nó sẽ càng tăng áp lực lên những cái thay đổi, đúng không ạ? Và với những thách thức trong cái việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì, thì khi đó là chúng ta phải có tầm nhìn để trang bị thêm các tòa nhà và tạo ra được các tòa nhà của tương lai. Thì ngay hôm nay thì chúng ta phải là những người đi đầu trong các việc chuyển đổi này. Thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe về tòa nhà thông minh. Xin cảm ơn ạ.